Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây trồng mới, giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế nông dân cho bà con mình. Thì cái cây này là cây dâu nha các bạn. Dâu Đài Loan trái dài. Thì cái trái của nó dài khoảng gần bằng gang tay của mình. Cái trái của nó thì cũng tương đương ngón tay út của mình đó các bạn. Khi mà nó chín nhỏ hơn ngón tay út mình chút. Nhưng mà trái nó rất là ngọt. Nó có cái độ ngọt nhiều và không có cái độ chua. Thì ở miền Tây cũng như là các tỉnh thì cũng đã có trồng cái giống cây này rồi và cũng đã có thưởng thức cái trái của nó. Thì cái giống này là giống nhập khẩu nha các bạn. Giống cũng mới nhập khẩu. Thì mình nhập khẩu và mình trồng ở đây và cũng đang nhân giống. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha, nhu cầu mua giống thì cứ liên hệ với mình bên mình là giao hàng toàn quốc luôn nha các bạn. Gửi hàng tiết kiệm, giao hàng tiết kiệm, gửi tới nơi mới thu tiền nha các bạn. Đây nè các bạn, thì đây là cái hàng dâu của bên mình trồng cũng nhiều nha. Và cái phía bên kia cũng còn nữa. Chút xíu mình sẽ quay hết cho các bạn xem. Thì cây phát triển tương đối ổn định, dễ trồng, dễ chăm sóc. Cây này thì nó ưa nắng nha các bạn. Chúng ta trồng ngoài nắng thì cái chất lượng trái nó rất là ngon và ngọt. Cây trồng sau 6 tháng là nó sẽ cho trái. Các bạn muốn cho trái quanh năm thì cũng dễ nha. Cái loại này cho trái được quanh năm nha các bạn. Là khi mà nó đã ra nhánh nhiều thì chúng ta cắt tỉa nhánh. Thì khi cắt tỉa thì nó sẽ đâm chồi. Đây, khi cái nhánh này nó vừa già lại tí xíu thì chúng ta sẽ cắt. Chúng ta cắt chừa lại hai nách lá. Ví dụ như cái nhánh này thì cái lúc này là nó chưa có già, chúng ta chưa cắt được nha các bạn. Khi nào mà nó già thì chúng ta sẽ cắt chừa lại hai nách lá. Tức là đây là một nách nè, hai nách thì chúng ta cắt ngang đây. Cắt ngang đây thì ở phía trong cái nách lá này nó sẽ nảy mầm lên một cái chồi mới. Thì cái chồi đó nó sẽ mang bông luôn và nó sẽ đậu trái. Cái loại này rất là dễ đậu trái nha các bạn. Đây. Cây phát triển cũng đều nha các bạn. Dễ trồng. Cái lá của nó rất là to nha các bạn. Cái này là cây chưa có, tại vì mình cũng mới trồng thời gian ngắn thôi, thì do đó cái cây nó cũng chưa có đủ sức. Nếu mà cây đủ sức khoảng chừng nửa tháng nữa thì cái bộ lá nó cho rất là to, to hơn cái bàn tay của mình xòe ra luôn nha các bạn. Lá nó rất là to. Còn cái dâu tầm Đà Lạt á, dâu tầm Việt Nam á, thì cái lá của nó nhỏ hơn nhiều. Và cái lá của nó có thùy, tức là xẻ thùy nó khuyết vô á. Còn cái lá này là không có xẻ thùy nha các bạn. Lá này giống như cái lá bồ đề. Rất là nhiều cây. Mình trồng khoảng được vài trăm cây nha các bạn. Ở đây mùa này là mùa nắng nóng, do đó mình tủ rơm. Với hơn nữa là cái giai đoạn mà mới trồng á thì mình nên tủ rơm gốc để giữ ẩm cho gốc, cho bộ rễ nó phát triển nhanh nha các bạn. Bộ rễ phát triển nhanh thì cây nó sẽ nhanh cho trái. 6 tháng là cho trái được rồi nha các bạn. Em phóng gần lại cho các bạn xem. Cái khoảng cách để mà trồng cây này thì chúng ta sử dụng cái khoảng cách là khoảng 3 mét một cây nha các bạn. Các bạn có thể là trồng 3 mét hoặc là nếu mà chúng ta tùy theo cái mục đích của mình. Cây này thì cái tàn nó, cái bộ lá nó thì cũng to lớn, nhưng mà cái tàn nó do là mình cắt tỉa thường xuyên. Cây thân nó cũng rất là to nha các bạn. Nhưng mà do mình cắt tỉa, bởi vì mình cắt tỉa thì nó mới ra trái nha các bạn.
cắt tỉa thường xuyên, do đó mình trồng cái khoảng cách của nó gần thôi. Các bạn trồng khoảng 2 mét cho đến 3 mét một cây. Chúng ta dài qua đây chúng ta xem tiếp cái vườn nhà mình. Hiện giờ thì thị trường trồng cái giống cây dâu Đài Loan trái dài này cũng còn hạn chế nha, còn rất là ít. Nhưng mà trồng nó nhanh cho trái, nhanh thu hoạch lắm nha các bạn. Ở đây mình cũng trồng một hàng nữa. Cây phát triển rất là đều nha các bạn. Đây mình qua bên đây, mình còn bên đây nữa. Cây này là nó thân nó cũng hơi yếu nha, do đó mình cái giai đoạn mà mới trồng á chúng ta phải cột lại nha các bạn. Cái này không cột rồi, do đó nó hơi nghiêng nè. Chúng ta cột giữ vào cho nó đứng khoảng trong 2 đến 3 tháng đầu thì cây nó cứng cáp, thì mình lúc đó mình khỏi chống cũng được. Thì cái cành đây, cây này thì mình trồng nó phát triển rất là tốt nè các bạn. Cái bộ lá của nó nè, đây là cái bàn tay của mình nè, nhỏ hơn luôn nha. Đây cái bàn tay mình để vô là lúc mắt luôn. Loại này nó cũng chịu nước, các bạn cứ tưới thường xuyên thì cây nó sẽ nhanh phát triển. Nhưng mà không được ngập úng nha các bạn. Chúng ta trồng đừng có để ngập úng. Đây là cái nhánh lá dâu tầm nè, thường ở Đà Lạt nè các bạn. Đây, nó dưới cái mắt ghép nè. Chúng ta phải ngắt bỏ hết nha. Đây. Những theo cái cành bên dưới mắt ghép thì chúng ta bỏ hết. Chúng ta dùng kéo chúng ta cắt bỏ đi. Cái lá của thằng dâu tầm Đà Lạt thì nó nhám hơn. Nó nhám hơn, còn cái lá này thì nó sẽ mịn hơn, bóng hơn và to hơn. Các bạn nào có nhu cầu giống thì liên hệ với bên mình nha các bạn, hoặc là các bạn vào Zalo số 0939686894, các bạn cứ nhắn tin mình sẽ phản hồi lại sau nha. Nếu mà cái danh sách của mình báo đầy thì các bạn vẫn nhắn tin được bình thường nha, rồi mình sẽ trả lời. Hoặc là các bạn có thể đến tại vườn để tham quan thì các bạn đến tại địa chỉ là ấp Phú Hòa B, xã Phú Thượng A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nha. Thì sẽ vào tham quan vườn. Trong vườn nhà mình thì có nhiều loại cây ăn trái khác, các bạn đến tham quan luôn và lấy giống luôn thì càng tốt nha. Cũng rất là nhiều nhánh nha các bạn. Thì cái nhánh này khoảng một tháng nữa là mình sẽ cắt để cho trái. Nhánh này khi mà nó chuyển sang cái màu như thế này, như màu này, thì chúng ta sẽ cắt. Khi cắt thì cái những cái mầm này nè, ở nách lá nó đều có mầm, có mấy cái mục nè các bạn, thì nó sẽ nảy mầm lên và sẽ cho ra hoa. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để xem được những cái video tiếp theo nha các bạn, cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác biết về cái giống dâu tầm, dâu Đài Loan trái dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.